Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin du học của công ty New World Education. Đối với sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng, khi lựa chọn Canada làm điểm đến du học, ngoài việc lựa chọn trường và ngành cho phù hợp thì việc lựa chọn thành phố nào để du học cũng không kém phần quan trọng, nhờ đó quyết định đến vấn đề tìm việc và ở lại sau này. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị nội dung du học với nhiều lợi thế định cư tại thành phố Sault Ste. Marie, tỉnh bang Ontario, Canada. Thưa quý vị, khi nhắc đến du học Canada, người ta thường nghĩ ngay đến những thành phố lớn như là Toronto hay là Vancouver v.v. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, nhiều phụ huynh và các bạn học sinh đã dần quan tâm hơn đến những thành phố nhỏ để du học với nhiều lý do khác nhau như tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt, cộng đồng người dân thân thiện, dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của giáo viên và những người xung quanh, tỷ lệ người dân bản địa cao, đây là cơ hội tốt để cải thiện khả năng tiếng Anh, và cuối cùng là nhiều chính sách tốt cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn còn lo lắng liệu du học tại một thành phố nhỏ thì cuộc sống có quá tẻ nhạt hay không, cũng như là có dễ tìm việc sau khi tốt nghiệp hay không. Để giúp quý vị giải đáp những băn khoăn này, chúng tôi đã mời đến đây bạn Hoàng Trần, là đại diện tuyển sinh tại Việt Nam của hai trường Sault College và Algoma University, tọa lạc tại thành phố Sault Ste. Marie, tỉnh bang Ontario, Canada. Chào Hoàng, cảm ơn Hoàng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Được biết là Hoàng đã nhiều lần sang Canada cũng như là tham quan thực tế thành phố Sault Ste. Marie, thì bạn có thể chia sẻ nhiều hơn thông tin về thành phố này đến quý vị khán giả được không? Chào Lan, Sault Ste. Marie là một thành phố thuộc tỉnh bang Ontario tại Canada. Thành phố nằm sát giáp với biên giới Mỹ và Canada và thuộc Algoma District. Sault Ste. Marie nằm trong top 3 những thành phố lớn nhất tại bang Ontario. Theo thống kê năm 2018, dân số thành phố là khoảng 77.000 người. Dân cư có nguồn gốc là người châu Âu thì chiếm tới hơn 80% dân số. Ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ý. Sault Ste. Marie có khí hậu lục địa ẩm ướt với mùa đông lạnh, có tuyết và mùa hè ấm áp do được điều tiết một phần bởi Lake Superior. Mùa đông tuy lạnh nhưng ấm hơn rất nhiều nơi trong đất liền. Nhiệt độ trung bình của mùa đông rơi vào khoảng âm 25 độ C và mùa hè là 24 độ C. Kinh tế vùng phát triển mạnh trong các nhóm ngành về y tế, kỹ thuật và môi trường. Thành phố cũng nằm trong top 10 các thành phố phát triển nhanh về công nghệ tại Canada. Với dân số ít hơn 100.000 người thì nhiều phụ huynh và các bạn học sinh sẽ cho rằng cuộc sống của du học sinh tại Sault Ste. Marie sẽ khá tẻ nhạt và không có nhiều hoạt động văn hóa giải trí. Thì Hoàng có nhận định gì về vấn đề này? Trên thực tế thì thành phố Sault có khá là nhiều địa danh cũng như là hoạt động văn hóa nổi tiếng thu hút rất là nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch đến từ Bắc Mỹ. Nổi bật thì có chuyến tàu Agawa đi qua hẻm núi Agawa nổi tiếng, những khu trượt tuyết hùng vĩ như là Searchmont thu hút rất nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, và hàng trăm những danh lam thắng cảnh sông hồ và đường mòn leo núi. Nếu các bạn thích các cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thì Sault có rất là nhiều. Về các hoạt động văn hóa thì trung bình một tháng thành phố có ít nhất là một lễ hội của cộng đồng, ví dụ như là Algoma Fall hoặc là Summer Moon, chưa tính các lễ hội văn hóa cá nhân và nhỏ khác. Thành phố tuy nhỏ nhưng đảm bảo vẫn có các hoạt động khiến các bạn phải bận rộn. Chúng ta có thể thấy Sault là một thành phố rất nhộn nhịp chứ không hề buồn chán như mọi người vẫn thường nhầm tưởng. Hai trường mà Hoàng đại diện là hai trường cao đẳng và đại học công lập tại Canada, cho nên chất lượng đào tạo sẽ không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn nghĩ rằng khi học tại một thành phố nhỏ thì cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp rất khó. Vậy thì Hoàng có chia sẻ gì về vấn đề này? Trên thực tế thì tại các thành phố lớn, nơi tập trung hầu hết du học sinh của Canada thì nguồn lao động gần như đã bão hòa do sự cạnh tranh quá lớn không chỉ đối với người bản xứ mà còn giữa các bạn du học sinh với nhau nữa. Trong khi đó thì các thành phố nhỏ hơn lại lâm vào tình trạng việc cần người, thiếu nhân lực. Chính vì thế học tại một thành phố như Sault sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của sinh viên về sau. Tại một cộng đồng nhỏ hơn thì cơ hội việc làm còn đến từ chính những giáo viên của sinh viên, những người đã có kinh nghiệm lâu năm cũng như rất là nhiều mối quan hệ trong ngành. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng dưới 6 tháng sau tốt nghiệp tại Sault College là 93%. Đặc biệt, có một số ngành con số này có lên đến 100% như là y tế, môi trường, kỹ thuật hay là dịch vụ cộng đồng. Thưa quý vị, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề tìm việc khi học tại thành phố Sault Ste. Marie. Theo như Lam được biết thì đây là một trong 11 cộng đồng tham gia chương trình định cư RNIP. Ngoài những yêu cầu chung của chương trình thì mỗi cộng đồng sẽ có những yêu cầu khác nhau. Vậy thì cụ thể chương trình RNIP tại Sault Ste. Marie sẽ có những yêu cầu như thế nào? Một tin vui đầu tiên về chương trình RIP đó chính là hai ứng cử viên đầu tiên có PR qua chương trình này đều đến từ thành phố Sault Ste. Marie, cụ thể hơn là các bạn là học sinh tại Sault College. Thành phố có hệ thống tính điểm riêng, hiện tại sinh viên cần đạt được 70 điểm. Điểm quan trọng nhất thì vẫn là một công việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp thuộc danh sách ngành nghề của khu vực. Sinh viên học tại thành phố sẽ đạt được hầu hết những điểm cần thiết về văn hóa khu vực, độ tuổi và hoặc độ gắn bó với cộng đồng. Theo Lâm thấy thì yêu cầu mấu chốt của chương trình định cư RNIP nói riêng và các chương trình định cư nói chung sẽ là tìm được một việc làm. Vì thường Hòa có thể gợi ý một số ngành học có nhu cầu việc làm cao tại Sault Ste. Marie mà hai trường của mình đã tạo được không? 4 ngành có khả năng tìm được việc làm cao nhất, bất chấp cả độ cạnh tranh, bao gồm y tế, môi trường,
kỹ thuật và dịch vụ cộng đồng. Trong đó thì có rất là nhiều chương trình cụ thể như là điều dưỡng, cơ khí, điện hoặc là giáo dục mầm non. Ngoài ra thì những chương trình như là kinh doanh hay là công nghệ thông tin thì cũng chưa bao giờ hết hot tại thành phố Seoul cả. Thưa quý vị, qua những chia sẻ trên, chúng ta có thể thấy Seoul Seminary thực sự là một thành phố lý tưởng cho việc du học và định cư tại Canada. Một lần nữa, cảm ơn Hoàng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin du học ngày hôm nay. Quý phụ huynh và các bạn học sinh muốn nộp hồ sơ vào trường Seoul College và Algoma University, hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài miễn cước cuộc gọi 1800-6577 hoặc truy cập vào trang web newer.edu.vn để được tư vấn và hỗ trợ hồ sơ hoàn toàn miễn phí. Quý vị cũng đừng quên like, share bản tin du học này và đăng ký kênh YouTube Du học Newer Education để luôn được cập nhật những thông tin du học các nước. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin du học kế tiếp.